xin chào các em nha. Và video ngày hôm nay thì chị sẽ chơi cho các em một bộ sticker mới có giá là 25.000 đồng. Nó sẽ có hai miếng như vậy, một miếng là những chiếc đầm hoặc là xinh đẹp và còn một bên là những cái cô gái chúng ta sẽ sở hữu. Đó là năm cô gái với năm màu tóc khác nhau nè. Và bây giờ thì chị và các em sẽ cùng nhau lột nó ra nào. Đây là miếng dán đầu tiên ha. Đó, nó gồm có rất là nhiều những chiếc đầm luôn. Đây, nó có tới 4 chiếc đầm thật là lộng lẫy và kiêu kỳ luôn, cùng với những chiếc đầm ngắn cũng rất là dễ thương. Còn đây là cái miếng thứ hai. Đây là miếng thứ hai nè. Đó. Miếng thứ hai thì sẽ có những cái hình cô gái như thế này ha. Và chị đã chuẩn bị sẵn một tờ giấy A4. Và bây giờ thì chị sẽ lột cái cô gái đầu tiên ra ha. Đó là cái cô gái tóc màu hồng nè, tóc rất là dài luôn ha, và nó được cột ở phần cuối đuôi tóc như thế này. Đó, và bây giờ thì chị sẽ lột cô gái này ra và chị dán vô đây. Và sau tiếp theo là chị sẽ lựa một chiếc đầm thật là xinh đẹp cho cô gái ấy. Cô gái tóc hồng thì chị sẽ lựa một cái chiếc đầm màu hồng. Đâu ta? Chị nghĩ là đúng rồi, một chiếc đầm màu hồng như thế này cho cô gái ấy mặc vào ha. Tên tên. Đó, xong rồi. Và bây giờ chị sẽ lột tiếp theo là cô gái. Cô gái này cho là cô gái tóc đỏ đi. Còn cô gái này mới đúng là cô gái tóc hồng nha. Đây, rất là xinh luôn. Và chị cũng sẽ dán vô đây. Và tiếp theo chị sẽ chọn một chiếc đầm thật là xinh xắn. Wow, ở bên trên đây chúng ta có một chiếc đầm rất là lộng lẫy luôn ha. Bây giờ chị sẽ dán hết năm cô gái này vô và các em xem là cô gái nào có chiếc đầm đẹp nhất, lộng lẫy nhất, cầu kỳ nhất luôn. Đây, chiếc đầm này khá là xinh đẹp. Và tiếp theo là cô gái tóc cam. Chị sẽ dán ba cô gái tóc cam, ba cô gái ở dưới đi ha. Và chị sẽ cho nó nằm ở giữa tương xứng như thế này. Đó. Và chị sẽ chọn một chiếc đầm cho cô gái tóc cam đi. Đây, chị có một chiếc đầm có màu cam đây nè. Đó, có đính hai hoa hồng ngang vai nha. Xinh chưa? Chị sẽ chơi vào đây như thế này. Đó, và cuối cùng chị cũng đã xong ba cô gái tóc dài rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tới ba cô gái tóc ngắn thôi. Đầu tiên là cô gái tóc ngắn tím. Chị sẽ chen dán ở đây thế này. Và bắt đầu chị sẽ chọn đồ cho cô gái tóc tím nào. Chị sẽ cho cô ấy mặc chiếc đầm màu này đi, một chiếc đầm màu xanh lá cây ở phần trên và màu hồng ở phần dưới nha, rất là xinh. Cái cổ áo rất là dễ thương luôn như thế này. Và tiếp theo đây thì cô gái tóc ngắn xanh nha, thắt bính thành chiếc cài ở trên đầu này, rất là dễ thương luôn. Và chị sẽ cho cô đứng ở đây. Và tiếp theo cô chị cũng sẽ lựa một bộ đồ thích hợp với cô gái tóc xanh. Đây, và chị đã thấy một chiếc đầm phù hợp cho cô gái tóc xanh rồi. Bây giờ chị sẽ gỡ ra. Tên tên. Đây, rất là đẹp luôn đúng không? Chị sẽ dán vào đây, khá là dễ thương. Đây, bây giờ đây là những chiếc đầm khi các cô gái đi dự tiệc ha. Đây, khi các cô gái đi dự tiệc thì các cô gái của chúng ta sẽ mặc đồ như thế này. Và bây giờ mình sẽ chọn phụ kiện nào. Cho cô gái tóc đỏ trước đi. Bây giờ chị sẽ chọn phụ kiện cho cô gái tóc đỏ nè. Một chiếc nón. Thôi, một chiếc nơ. Một chiếc nơ màu hồng như thế này ha. Và chị sẽ dán lên trên mái tóc của cô gái. Tóc hồng xong rồi, khá là xinh luôn. Bây giờ tới cô gái tóc hồng nè. Để xem chúng ta sẽ dán gì lên mái tóc của cô gái tóc hồng. Chị nghĩ là cái này khá phù hợp với cô ấy. Chị sẽ dán bên hông như thế này. Đó. Rồi mấy em, tiếp theo là cô gái tóc cam. Tóc cam thì sẽ cho cô ấy đội một chiếc tóc cam hay đội gì đây, một chiếc nón đi. Thì sẽ cho cô gái tóc cam một chiếc nón màu xanh lá cây như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ đội vào ha. Thấy chưa, xong rồi. Và bây giờ cô gái tóc tím thì chị đã có sẵn đó, một chiếc nón màu tím như thế này. Đây, và chị sẽ cho, chị sẽ đội xéo xéo ha. Đó, và chị đã chọn xong cho cô gái tóc tím rồi. Và bây giờ tới là cô gái tóc xanh dương. Xanh dương thì bây giờ chị sẽ chọn cái gì cho cô gái tóc tóc xanh dương đi ta. Nón thì cũng đã hết rồi. Một chiếc một cái bông hồng đi, cạnh mái tóc của cô. Xong rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhìn kỹ lại nào. Đó, nhìn kỹ lại từng cô gái ha. Đó, mấy em hãy xem coi, khi các cô gái này đi dự tiệc thì cô nào là cô có trang phục đẹp nhất, xinh đẹp nhất nha. Rồi, bây giờ xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua đó là trang phục đi sinh nhật đi. Đi sinh nhật ha, sinh nhật thì có lẽ là sẽ đơn giản hơn là khi chúng ta đi dự tiệc. Bây giờ chị sẽ lột ra đầu tiên là cô gái tóc hồng.
thì chị sẽ để phụ kiện y như vậy. Cô gái tóc hồng thì bây giờ chị sẽ chọn một cái dòng đi dự tiệc cô gái tóc hồng để xem là ai làm người à, mặc à, đồ à, đi xinh đẹp đẹp nhất. Cô gái tóc hồng thì chị đã chọn ra được như thế này, một cái cằm ở phần trên là màu đỏ, phần dưới là màu hồng cùng những khối tròn à, và hình thoi nha. Bây giờ chị sẽ dán vô như thế này. Xong, bây giờ là tới cô gái tóc hồng đây. Chị sẽ lột cái đầm này ra. Tiếp theo là chị sẽ chọn một cái đầm, một chiếc đầm như thế này. Đó, cô ấy đã chọn một chiếc đầm như thế này để đi sinh nhật nha. Xong, xong, tiếp theo là cô gái tóc cam. Cô gái tóc cam, để xem cô gái tóc cam đây. Cô ấy đã chọn cho mình một chiếc đầm cũng khá là cầu kỳ, không biết là có phù hợp khi đi sinh nhật không ta. Nhưng mà thôi kệ. Đó, xong rồi. Bây giờ là chúng ta tới cô gái tóc tím thế nào. Chúng ta sẽ lột bộ đồ cô gái tóc tím nha. Tóc tím. Và cô ấy đã chọn như thế này. Một cái đầm màu tím có 3 hoa hồng màu vàng. Kích ngực nha, rất là dễ thương luôn, phù hợp với mái tóc và cái nón của cô ấy. Và bây giờ là cô gái tóc xanh. Tóc xanh thì cô ấy sẽ lựa chọn một chiếc đầm màu xanh như thế này. Đen đen. Sinh nhật thì mỗi cô sẽ cầm cho mình, đó là cô gái này thì sẽ cầm trên tay, cô gái tóc cam thì sẽ cầm cho mình một ly nước. Đây, một ly nước nha. Và cô gái tóc hồng thì sẽ cầm một cái, cũng là một ly nước luôn, như thế này. Và kế tiếp là cô gái tóc đỏ thì một cái bánh kem. Xong. Cô gái tóc tím thì là một cái, cũng là kem luôn đi. Hả, một thanh kem. Còn cô gái tóc xanh dương, xem cô ấy cầm gì nha. Một cái chiếc bánh kem có hình dấu như thế này. Một tay thì cầm bánh, tay bên kia thì cũng cầm bánh luôn. À, tay bên kia thì cầm một chai nước ngọt như thế này. À, cô ấy rất là có sở thích ăn uống. Xong rồi, và bây giờ chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại 6 cô nàng này, 5 cô nàng này để xem ai là người mặc trang phục đi sinh nhật phù hợp nhất nha. Các em hãy nhớ và bình chọn nào. Đó, xong rồi. Và bây giờ là tới trang phục để làm gì ta? Đi du lịch đi. Bây giờ là trang phục đi du lịch. Và chị sẽ gửi trang phục của cô gái tóc đỏ ra. Và chị sẽ chọn một cái trang phục để đi du lịch ha. Tên tên. Và chị đã chọn được. Đây, cô ấy đã chọn một chiếc đầm có rất là nhiều hoa màu vàng. Đắp lên. Tiếp theo là cô gái tóc hồng. Chị cũng sẽ gửi trang phục của cô ấy ra. Và chị chọn cho cô ấy một chiếc đầm khác. Tên tên. Một chiếc đầm khá là dễ thương luôn. Đó, xong rồi. Và tiếp theo là cô gái tóc cam nào, chị cũng sẽ lột nó ra như thế này. Và chị chọn một chiếc đầm phù hợp. Tóc cam ơi, đây là đầm dành cho tóc cam nha. Cứ có màu cam thì chị cho tóc cam à, nó như thế. Bây giờ là tới cô gái tóc tím. Để xem cô gái tóc tím này đi du lịch mặc cái gì, có phù hợp hay không. Đây, chiếc đầm, cái này chị nghĩ là không phù hợp à, đi du lịch đâu. Chị nghĩ là sẽ đi dự tiệc thì tốt hơn. Và bây giờ là cô gái tóc xanh dương à, xanh dương hả? Thì chị sẽ chọn một chiếc đầm như thế này. Đen đen, xong rồi. Đó, và bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại xem là trang phục đi du lịch của 5 cô gái này, ai là người phù hợp nhất và ai là người xinh đẹp nhất nào. Và bây giờ là tới trang phục dành cho đi chơi cà phê trà sữa cùng bạn bè. Đầu tiên là cô gái tóc đỏ. Thì chị cho cô gái tóc đỏ hả, để xem nào. Chị sẽ cho cô gái tóc đỏ mặc chiếc đầm như thế này ha. Một chiếc đầm ngắn. Xong rồi. Và bây giờ là tới cô gái tóc hồng. Một chiếc đầm màu hồng có khá là nhiều hoa. Đây, chị sẽ dán vô. Bây giờ là cô gái tóc cam nè. Chị sẽ chọn cô gái tóc cam. Tên tên như thế này. Đầm khá là dễ thương luôn. Và bây giờ là tới tóc tím thôi. Tóc tím, một chiếc đầm màu tím. Chết, chị lỡ lột luôn cái nón của cô ấy. Xong rồi. Và bây giờ là tới cô gái tóc xanh dương. Xong rồi, và bây giờ thì các em sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng lại xem
là chị sẽ mang giày nha. Nhưng mà ở đây thì có hai đôi giày. Chị sẽ mang giày cho cô gái nha. Chút xanh này đi. Như thế này. Có hai đôi. Rất là dễ thương. Hai đôi màu hồng. Đó, thấy chưa, rất là xịn sò luôn. Chỉ có hai đôi dài thôi nè. Tiếp theo là những tên tên. Và cuối cùng thì chị cũng đã vé xong trang phục dành cho thứ nhất là đi dạ tiệc nè, đi dự những cái tiệc lớn sang trọng. Còn thứ hai là trang phục đi du lịch. Và thứ ba là trang phục đi chơi cà phê cùng bạn bè. Đó, các em hãy bình chọn xem ai là người mặc trang phục phù hợp nhất và đẹp nhất trong các sự kiện nè ha. Đó, còn video đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Nếu mà em nhớ muốn mua đặt hàng những cái sticker mới của shop thì hãy liên hệ với shop group TB qua số điện thoại 0937 899707 để được đặt hàng nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em ở video sau.